Rồi như vậy trong cái bài slide 7 nè, chúng ta nói về chuỗi. Như vậy thì khi mà các bạn thao tác chuỗi thì các bạn nhìn cái cách khai báo của người ta. Cách khai báo ở trong này người ta cho các bạn ôn mảng một chiều, thì lúc nãy đến giờ thầy đã ôn cho các bạn rồi. Và nó có một cái bài liên quan đến việc mảng hai chiều. Thì tí nữa các bạn sẽ còn thời gian, các bạn sẽ thực hiện cái bài này giúp thầy. Đây là bài làm thêm của trong lớp thầy so với lại cái lớp 6. Đây các bạn thử làm cái bài này. Nhập vào một mảng, một cái ma trận một chiều. Ma trận hai chiều và mảng N hàng M cột. Xuất ra màn hình các vị trí có giá trị mảng chứa số lẻ. Đây là một yêu cầu. Yêu cầu tiếp theo, xuất ra màn hình các số lẻ tại đúng vị trí của mảng. Đúng vị trí là đúng làm sao? Ví dụ, các bạn đúng vị trí của mảng là đúng như thế này. Mảng của chúng ta có 4 cột, 1, 2, 3, 4, 5 dòng. Và khi xuất ra những vị trí nào số lẻ thì xuất, còn số chẵn thì bỏ trống. Như vậy thầy gọi là xuất đúng vị trí. Như vậy các bạn thực hành thử xem ha, tí nữa các bạn làm. Sau khi bạn nào làm xong thì chụp hình của các bạn gửi lên giống như thế này. Đó, code. Và sau khi các bạn chụp hình xong, gửi kết quả lên. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ thao tác với bài chuỗi. Như vậy đối với lại chuỗi thì người ta nói rằng là chuỗi thì nó giống với mảng. Nhưng ở phía sau của chuỗi thì nó sẽ tự động gắn thêm ký tự nôn là xuyệt không. Để mình biết được kết thúc của chuỗi. Kết thúc của chuỗi. Và lúc này mình cần độ dài chuỗi thì mình có một cái hàm là str len là mình biết chuỗi nó dài bao nhiêu. Mình không cần phải có một cái biến n, không cần biến m để giữ cái độ dài mảng giống như lúc nãy. Không cần. Mình chỉ cần đến nôn, mình tìm đến nôn hoặc là mình tìm str len là mình đã có được rồi. Và các bạn thấy cái khai báo nè, cái này chúng ta nhìn nó có giống như hồi nãy mình khai báo ở chỗ này là in mảng 100 phần tử không? Giống, khai báo y chang, nhưng mà kiểu lúc này là kiểu character, còn lúc nãy chúng ta khai báo là kiểu in. Như vậy thì tất cả những gì thao tác được trên mảng thì chúng ta thao tác được trên chuỗi. Và chuỗi nó có nhiều cái hơn. Vậy chúng ta sẽ nhập và xuất chuỗi như thế nào? Chúng ta sẽ demo về chuỗi và chúng ta nhập và xuất chuỗi. Và lúc nãy có bạn hỏi thầy là tại sao khi em biên dịch nó bị lỗi cái hàm main. Thì lý do là trong C, nếu như các bạn chạy bằng deep C thì nó sẽ tạo ra một cái file biên dịch. Nó lưu trữ những cái thông tin liên quan đến process đó. Và tất cả các process nó đều tạo ra chung một cái tên file giống nhau. Cho nên mỗi lần các bạn tạo một project, các bạn tạo một cái folder riêng giúp cho thầy. Chuỗi demo. Và thầy sẽ tạo ra một cái project riêng đây. Chuỗi demo. Và khi chúng ta lưu, cũng lưu đúng cái tên này. Rồi. Và ở đây chúng ta sẽ khai báo cha. Ví dụ họ tên. Họ tên. Và họ tên của chúng ta cho ví dụ 50 ký tự. Hoặc là bạn muốn nhiều hơn cũng được. Bạn muốn nhiều hơn
thì nó sẽ chừa chừng đây khoảng trống của trong bộ nhớ để nó chứa thông tin của họ tên. Và xuống đây mình sẽ nhập vào họ tên print nhập họ tên. Bình thường mình nhập mình sẽ dùng gì? Scan. Và đối với lại cái này là kiểu chuỗi, định kiểu của nó là gì? Phần trăm. C là một ký tự, còn chuỗi là S phải dấu và không họ tên. Chú ý chỗ này, nhập vào họ tên và chúng ta xuất ra, xuất ra. Chào bạn, phần trăm S phải họ tên. Rồi, theo các bạn, mình có thiếu gì không? Đoạn code này mình có thiếu gì không? Chạy biên dịch thử, không lỗi. Chạy họ và tên, Bình. Chào bạn, Bình. Nhưng nếu trường hợp mình chạy lại, mình nhập vô, Enter, nó sẽ như thế nào? Chào bạn Trần. Và đối với lệnh scan của chúng ta, đối với lệnh scan, tại sao chỗ này không có và? Vì các bạn khai báo đây là mảng, thì bản thân chỗ này nó đã là địa chỉ. Còn nếu bạn khai báo trên này một biến in là A, bạn muốn nhập vào A, bạn phải có và A. Và đó là cái gì? Địa chỉ của A. Đó, nó khác nhau tí xíu. Nếu như mà bạn xài một cái dạng đây là mảng, thì xuống đây bạn chỉ cần đưa tên mảng, tức là địa chỉ rồi. Như vậy, mình đã nhập được họ tên, xuất được họ tên chưa? Được chưa? Chưa. Họ tên là phải có khoảng trắng ở giữa, chứ họ tên không có thì rất cực kỳ. Vậy thì chỗ này các bạn không dùng lệnh scan, mà các bạn sẽ dùng lệnh get s. Get s. Và trong lệnh get này các bạn ghi chữ get và các bạn nhấn control space get s. Và trong này nó xuất hiện rất nhiều get. Control space, cái phím dài á, các bạn bấm chữ get xong các bạn bấm control space thì nó xuất hiện cho các bạn cực kỳ nhiều get. Và trong này các bạn sẽ đọc và các bạn sẽ thấy được cái kiểu trả về của từng hàm. Nó sẽ cho mình biết, ví dụ như là get c là lấy một ký tự trả về kiểu in, get character trả về kiểu in, rồi mình get s là nó sẽ lấy từ cái bộ nhớ đệm khi mình gõ và nó trả về cho mình cha sao là gì, là con trỏ kiểu ký tự. Nó trả về cho mình kiểu ký tự, con trỏ kiểu ký tự. Và chỗ này các bạn sẽ đưa biến họ tên. Ví dụ như các bạn làm biến gõ chữ họ tên, các bạn gõ chữ H, control space là nó sẽ nhảy ra họ tên cho mình, chấm phẩy. Và lúc này chúng ta đã có được họ tên. Chúng ta xuất ra họ tên, quay trở lại, chạy lại Nguyễn
Thị Hoa, Enter. Chào bạn Nguyễn Thị Hoa. Nhập được chuỗi, xuất được chuỗi. Được không? Rồi. Thay vì chúng ta dùng lệnh print thì các bạn có thể dùng lệnh push họ tên. Các bạn có thể dùng lệnh push thay thế cho lệnh print cũng xuất được mảng ra. Ví dụ Bùi Văn Toàn, Enter, xuất được Bùi Văn Toàn. Được không? Xuất được Bùi Văn Toàn. Nhập xuất. Như vậy thì đối với lại thao tác chuỗi, chúng ta có lệnh scan thay thế bằng lệnh get add. Lệnh print có thể thay thế bằng lệnh push add. Và bây giờ chúng ta có nhu cầu, chúng ta có nhu cầu cũng lệnh push, nhưng chúng ta cũng muốn ghi chữ chào bạn. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Giả sử chúng ta đưa chữ chào bạn vào đây, được không? Cái lệnh push này nè, lệnh push này, push add, các bạn đọc trong này, nó chỉ có thể đưa vào một chuỗi. Một chuỗi là cha sao? Một chuỗi là cha sao, tức là một mảng. Vậy thì bây giờ mình nối chuỗi chỗ này, mình xem thử nó cho không. Đó, mình nối chuỗi chỗ này. Ví dụ chỗ này mình đưa vô đây cộng, được không? Lỗi. Vậy làm sao để nối được chuỗi? Mình mong muốn là nối chuỗi vào. Vậy thì mình sẽ phát sinh thêm một cái nhu cầu chỗ này của mình là nối chuỗi. Nhu cầu của mình là nối chuỗi. Vậy trong các hàm mà chúng ta học, nó sẽ có một cái hàm liên quan đến nối chuỗi, đó là get. STR, get. Rồi bây giờ mình qua đây, mình thử xài cái hàm đó coi. STR get control space, không có gì hết. Tại sao? Tại sao bên kia người ta giới thiệu là STR get mà bên này mình không thấy? Còn thiếu gì nữa nào? Còn thiếu thư viện liên quan đến việc xử lý chuỗi. Thư viện đó là string, tốt, chấm h, string chấm h. Và dưới này chúng ta control space lại, nó xuất hiện cái dòng thông báo với cái lệnh str, với cái hàm str get. Mình đưa vô một chuỗi đích và một chuỗi nguồn. Chuỗi đích và chuỗi nguồn thì nó sẽ trả ra cho mình chuỗi đích. Hai cái chuỗi này nó nối lại với nhau mà nó trả ra kết quả là chuỗi đích. Vậy thì bây giờ mình nối như thế nào? Giả sử thầy khai báo một cái chuỗi ở đây, character s bằng chào bạn. Rồi đây là một chuỗi và họ tên của mình là một chuỗi, đây là một chuỗi, đây là một chuỗi. Vậy thì mình sử dụng cái hàm str get này
Mình đưa cái gì vào trước, cái gì vào sau? X trước, họ tên sau. Bởi vì nó đưa đích, nguồn, đích tức là cái mình muốn tiến đến. Vậy thì cái mình muốn lấy ra là S phải họ tên. Và sau khi mình chạy xong thì các bạn chỉ cần put gì? Put S. Như vậy nhu cầu của mình đã xong. Thử xem nào, đúng ý không? Nguyễn Thị Lâm. Tại sao? Tại sao chưa ra? Mình put S rồi đây. Lý do nè, nhìn kỹ mình thiếu cái gì? Mình thiếu cái gì? S này là gì? Là chuỗi. Cho nên chỗ này phải thêm số phần tử vào. Ví dụ cho 100 đi, tại vì mình nối thêm chuỗi mà. Rồi, ok, chạy lại. Lê Thị Xuân. Enter. Chào bạn Lê Thị Xuân. Được chưa? Như vậy thì chuỗi của chúng ta bắt buộc phải có độ dài chuỗi. Được không? Rồi khi các bạn khai báo, đôi khi các bạn quên. Đôi khi các bạn quên. Như vậy chỗ này chúng ta phải có độ dài chuỗi và nó sẽ kết nối vào. Như vậy thì trong bài này chúng ta đã sử dụng được lệnh gì? Get S, Push S, str get. Và giả sử sau khi mà chúng ta nối được thì chúng ta xem thử là độ dài của họ tên là bao nhiêu, độ dài của cái câu mà chúng ta đã nối là bao nhiêu, thì chúng ta có thể dùng cái lệnh print. Chúng ta dùng lệnh print độ dài hoặc là số ký tự họ tên. Số ký tự mình dùng gì ta? Str len của họ tên. Nếu như str len thì nó trả về kiểu dữ liệu là gì? Kiểu dữ liệu ở đây hàm str len trả về cho chúng ta kiểu in size. Kiểu in thì chỗ này các bạn sẽ phần trăm d để các bạn biết được số ký tự của họ tên. Get họ tên. Số ký tự của họ tên. Và các bạn sẽ số ký tự của cái chuỗi đã nối phần trăm D của S. Chỗ này xuống dòng cái. Rồi số ký tự của chuỗi đã. Xuống dòng cái cho nó dễ nhìn. Bành Văn Trân. Ok. Số ký tự của họ tên Bành Văn Trân là 13. Số ký tự của cái chuỗi này chào bạn Bành Văn Trân là 22. Như vậy trong đoạn code này chúng ta đã xài được một số hàm liên quan. Một số hàm. Hàm thứ nhất, chúng ta xài getS thay cho scan.
chúng ta dùng get s thay cho scan. Chúng ta dùng push thay cho print. Chúng ta dùng strcat để nối chuỗi. Chúng ta dùng strlen để lấy độ dày chuỗi. Như vậy, đó là nhu cầu chúng ta đã làm được trong cái bài thực hành ngày hôm nay. Đó là nội dung mà chúng ta đã thực hành ở trong phần thao tác về chuỗi. Được chưa nào? Rồi.